Rồi, mời anh chị ngắm ta ly lửa đỏ, 25 đồng. Đây là dạng Duy Linh Xuân này. Rồi. Cánh bay bổng. Thơm nha, bông rất là thơm. Thơm lắm anh. Thơm. Này có một thời chứ, một thời là cũng cái này cũng cả thiếu mấy bạc á. Một thời kia cũng do giờ bị mấy anh kia dìm quá. Mấy anh giờ cái này là hàng Xuân mà, Duy Linh Xuân mà. Tali lưỡi đỏ. Dạ. Thơm chứ mà cũng ra là có tiền cũng thơm. Cánh nước là bay bổng nè. Đẹp chứ. Anh đâu có thấy nào đây không giao dịch? Anh cỏ là anh bạc được liền. Nghe đi em kêu con thằng máy này ra với anh đi. Này nhỏ mầm đỏ đọt đọt ra kìa anh chị. Một hai anh cứ đây vô ở đây mà. Mấy anh em hôm nay giao dịch cây. Giao dịch cây. Đó. Con này dơ quá lắm, con này cái gì được. Thật quái cái cây.